Anh Tuyên ơi, thì dạo gần đây những cái anh chị đang chạy quảng cáo Google Shopping ấy thì hay có thắc mắc là Google cập nhật cái phiên bản mới là Google Merchant Center Next, thì cái phiên bản mới này có những cái gì mới hơn và có cái gì tốt hơn, lợi ích hơn đối với người dùng ấy ạ? Gần đây thì cái Google Ads họ có một cái thông báo rằng là đầu năm sau vào tháng tháng 1 thì sẽ thay đổi và chuyển hoàn toàn cái phiên bản Google Merchant cũ sang phiên bản Merchant Center Lake. Thì cái phiên bản Merchant Center Lake này thì tất nhiên là khi đã có thay đổi thì chắc chắn là Google sẽ cập nhật thêm cho người dùng là những cái tính năng. Và hơn hết là anh chị nào chạy quảng cáo Google đấy thì em bảo là sẽ nhìn thấy là cái giao diện nó sẽ khác, giao diện nó khác thì cái giao diện là chắc chắn sẽ khác rồi. Đồng thời là cái cải tiến lớn nhất của Google Merchant Center Lake ấy, đó là nó sẽ giúp cho người dùng là chúng ta tối ưu được cái nguồn cấp nó nhanh hơn, và chúng ta setup cái dữ liệu nguồn cấp Google Shopping nó sẽ nhanh hơn. Và đặc biệt là Google Merchant Center Lake cung cấp cho chúng ta một cái giải pháp, đó là tính năng cải thiện tự động. Cái tính năng cải thiện tự động này thì nó sẽ giúp cho cái nguồn cấp của chúng ta, những anh chị nào đang dùng nguồn cấp thủ công ấy, thì khi thay đổi giá ở trên website ấy, thì trên Merchant nó cũng tự động nó cập nhật giá mà chúng ta không cần phải update thủ công ngày xưa nữa. Rồi cái hay nữa đó là cái tính năng cải thiện tự động nó cho phép chúng ta thêm một tính năng là tự động Google có thể chỉnh sửa hình ảnh, nghĩa là xóa đi cái lớp phủ. Ngày xưa thì chúng ta dùng phiên bản Merchant cũ ấy, thì nó hay bị một cái tình trạng là hình ảnh bị từ chối bởi cái lớp phủ hình ảnh. Thì bây giờ Google sẽ cho phép là Google tự chỉnh sửa và xóa đi cái lớp phủ đó để cải thiện hình ảnh được chấp thuận mà chúng ta không cần chỉnh sửa thủ công nữa. Thì đấy là cái cải thiện tự động, là một cái tính năng rất là hay của Google Merchant Center Lake. Cái tính năng tiếp theo nữa đó là cái phiên bản Google Merchant Center Lake này nó sẽ cho phép liên kết với Google doanh nghiệp để đẩy sản phẩm ở Merchant Center Lake lên trang doanh nghiệp. Mọi người hay gọi nó là Google Maps ấy, thì nó gọi là Google doanh nghiệp. Đó thì đấy là hai cái cải thiện lớn nhất của Google. Em thấy thì cũng có nhiều thay đổi ấy. Thì những cái thay đổi này có gây những cái bất lợi hay khó khăn gì đối với những anh chị mà mới chạy quảng cáo Google Ads, mới chạy quảng cáo Google Shopping không anh? Theo anh thì cái thay đổi này thì chủ yếu là mọi người sẽ bị gặp khó khăn về cái việc là giao diện là nó mới, và cái cách các cái bước cài đặt bây giờ là nó sẽ giao diện nó khác mà, thì các cái nút hay là những cái bước cài đặt ấy là nó sẽ nằm ở những cái chỗ khác. Chứ còn về mặt chức năng và nhiệm vụ thì Google Merchant Center Lake và Merchant phiên bản cũ thì nó đều có chức năng như nhau, đều có nguồn cấp. Nói chung là nó dùng để duyệt sản phẩm để chúng ta chạy quảng cáo Google Shopping. Về cơ bản chức Nên năng thì là vẫn cơ thế. bản là nó sẽ khó về mặt giao diện thôi. Dạ vâng. Thì sắp tới thì anh cũng đang lên kế hoạch và anh sẽ tổ chức một cái chương trình, đó là hoàn toàn miễn phí thôi, đó là hướng dẫn và chia sẻ với mọi người về cách để chúng ta sử dụng cái giao diện Google Merchant Center Lake là phiên bản mới. Và hơn nữa đó là anh cũng chia sẻ luôn với mọi người rằng cái cách để chúng ta có thể check được những cái từ khóa phủ định. Check được từ khóa phủ định ở quảng Dạ cáo vâng. Google Shopping, thì mình biết rằng là Shopping ấy là nó sinh ra rất nhiều từ khóa phủ định và nó gây tốn kém cái chi phí quảng cáo. Cái tiếp theo nữa đó là hướng dẫn mọi người là chúng ta tối ưu cái nguồn cấp của Google Merchant Center. Đó thì nguồn cấp về cái nguồn cấp của Google Merchant Center và Merchant Center Lake ấy, thì cơ bản là nó vẫn gồm những cái cột dữ liệu giống như vậy thôi. Nhưng mà anh cũng sẽ chia sẻ luôn mọi người về cách để chúng ta làm sao để tối ưu được Merchant Center Lake. Đó thì bây giờ thì mọi người có thể hoàn toàn là đăng ký tham gia cái chương trình Google Merchant Center Lake của Tiếp thị Quốc tế, do mình trực tiếp chia sẻ với mọi người qua Google Meet. Mọi người có thể đăng ký qua cái đường link ở phần mô tả video này. Món quà đây là coi như là một món quà cuối năm để dành tặng cho tất cả mọi người đang chạy quảng cáo Google Ads.